Khởi tố bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Ninh Bình vì hành vi rút ruột ngân sách. Truy tố cán bộ địa chính xã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của năm hộ dân. Tội tham nhũng tăng trên 37%, người có thẩm quyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lách luật. Hà Nội, con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân sau khi đi học về, phụ huynh làm đơn tố cáo. xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật ngay sau đây là nội dung chi tiết kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng Phạm Ngọc Duân, sinh năm 1972, trú tại thôn 3, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, bí thư đảng ủy xã Khánh Trung, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khánh Trung và Phạm Khắc Thắng, sinh năm 1964, trú tại thôn 17, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Quyết Trung, xã Khánh Trung để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, trong năm 2019-2020, khi tỉnh Ninh Bình có chính sách hỗ trợ mua máy sản xuất nông nghiệp, ông Phạm Ngọc Duân, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Trung, đã chỉ đạo ông Phạm Khắc Thắng mua bốn máy cấy lúa đã qua sử dụng với giá 190 triệu đồng một máy. Sau khi mua được máy, các ông Duân và Thắng đã lập khống hồ sơ để đề nghị hỗ trợ tiền mua 4 máy mới 100% với giá 350 triệu đồng một máy để trục lợi ngân sách nhà nước căn cứ hồ sơ đề nghị cấp kinh phí do Phạm Khắc Thắng lập. Tháng 1 năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Trung đã được hỗ trợ 4 máy cấy lúa với tổng số tiền 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 430 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Phạm Ngọc Duân và Phạm Khắc Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục số tiền thiệt hại 430 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Phạm Ngọc Duân và Phạm Khắc Thắng đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự, trong đó Phạm Khắc Thắng phạm tội với vai trò người thực hành, trực tiếp thực hiện tội phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra để xử lý nghiêm vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi triệt để số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt về cho ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một cán bộ địa chính xã. Cán bộ địa chính xã bị truy tố là Nguyễn Quốc Tân, 38 tuổi, ngụ khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo kết quả điều tra của công an, trong khoảng thời gian làm công chức địa chính nông nghiệp xây dựng môi trường tại Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang, Tân đã tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, ông Tân không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật mà lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để làm thủ tục sang tên 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên lại cho người quen của ông Tân sau đó ông tân mang đi thế chấp các quyền sử dụng đất này tại các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân hành vi của ông tân sau đó bị các bị hại phát hiện và làm đơn tố giác đến cơ quan công an quá trình điều tra xác định Ông Tân đã gây thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang còn làm rõ ngoài những vụ việc trên, ông Nguyễn Quốc Tân còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân khác với tổng số tiền là 2,33 tỷ đồng. Mới đây, Ủy ban tư pháp tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024. Đáng chú ý, chính phủ nhận định tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.150 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. 936 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng gần 38%. Chính phủ cho hay nổi lên là vi phạm về quy hoạch, xây dựng, năng lượng, đấu thầu, báo cáo nêu phương thức thủ đoạn phổ biến là lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà nước để trục lợi nhận hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi gây bức xúc trong nhân dân vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ tham nhũng tại các doanh nghiệp cổ phần đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng nổi lên cạnh đó tội phạm vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm quản lý tài sản công quản lý sử dụng đất đai bảo hiểm ngân hàng tài chính, kế toán, thuế, khai thác tài nguyên, khoáng sản tiếp tục diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, chính phủ cho hay một số lĩnh vực đã phát hiện phương thức thủ đoạn phạm tội mới như tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá trong tố tụng hình sự. Trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa nêu, dù đã có nhiều cố gắng nhưng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn tăng cả về số vụ và thiệt hại về số người bị thương, tài sản. Trong đó tội phạm tham ô tài sản tăng 50,75%. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập dẫn đến các nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, làm cho công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật chưa mang lại hiệu quả cao. Theo nhóm nghiên cứu, một số quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chưa chặt chẽ rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Điều này dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền lợi dụng móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lách luật hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp. Kết luận điều tra vụ án này có nêu việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu do quy định được hiện hành chưa quy định chặt chẽ, rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền cấp phép móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoặc bỏ qua việc hợp thức hóa hồ sơ, điều kiện cấp phép, doanh nghiệp không duy trì điều kiện kinh doanh sau khi được cấp phép. Pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể phương pháp, cách thức quản lý, kiểm tra thực tế số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp đã trích lập trong từng kỳ báo cáo và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý liên quan. Nên chủ sở hữu các doanh nghiệp đã lợi dụng để chiếm dụng, sử dụng trái phép dẫn đến thất thoát tài sản. Vẫn theo nhóm nghiên cứu, công tác quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập, còn để tình trạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu khống, bán cổ phiếu doanh nghiệp không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư nhiều vụ vi phạm đấu thầu, đấu giá, đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân hàng, xăng dầu, điện. Hành vi phạm tội phổ biến là đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã gây bức xúc trong nhân dân. Đánh giá về con số tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng gần 38%. Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng điều này tiếp tục cho thấy công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác phát hiện xử lý loại tội phạm này. Mới đây, anh Đào Hồng N, 37 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, gia đình anh vừa có đơn phản ánh lên công an phường Hoàng Liệt, yêu cầu làm rõ sự việc con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân chưa rõ nguyên nhân khi đón con ở trường về. Theo anh N, ngày 13 tháng 8 vừa qua, cháu DKA sinh ngày 18 tháng 7 năm 2023 đi học tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập VX, có địa chỉ tại khu biệt thự 4 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Vào 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, vợ anh N xem camera lớp học thấy con bị cô giáo sách bằng một tay đi rất nhanh vào bên trong, nên đến đón con. Về nhà thấy con khóc nhiều, vợ anh đã liên hệ với cô giáo để hỏi thăm, thì được trả lời ở lớp không có gì xảy ra với cháu. Tuy nhiên, khi tắm cho con, nhìn xuống chân thấy sưng, anh N nghi con bị chạo chân. Qua điện thoại, anh hỏi cô giáo xem con có bị ngã không, nhưng cô trả lời không. Ngày 14 tháng 8, gia đình anh N cho con đi khám phát hiện con bị giật gãy chân phải, gia đình đã liên hệ với nhóm trẻ và cô quản lý. Đề nghị xử lý sự việc trên phương diện tình cảm. Tuy nhiên sau 4 ngày, đại diện nhà trường mới đến thăm hỏi cháu. Ngày 21 tháng 8, nhà trường đến gia đình làm việc lần 2. Gia đình đề nghị nhà trường xử lý nội bộ giáo viên và thông báo cho gia đình biết phương án của nhà trường sau khi xử lý xong. Ngày 27 tháng 8, sau một tuần từ lần làm việc thứ hai, nhà trường không có phản hồi, gia đình chủ động nhắn tin cho quản lý trường để hỏi thông tin, cũng như có phương án hòa giải. Theo anh N, đến ngày 31 tháng 8, nhà trường hẹn gia đình tới trường làm việc. Tuy nhiên, chủ trường cho rằng giáo viên không có lỗi. Phía nhà trường cho rằng gia đình mang con về nhà 4 tiếng sau mới phát hiện và báo cho giáo viên không đồng ý với cách giải quyết của nhà trường. Gia đình anh N đã có đơn trình báo lên cơ quan công an đề nghị làm rõ vấn đề xảy ra ở trường cùng với các chứng cứ mà gia đình hiện có. Gia đình anh N mong muốn nhờ cơ quan công an xác minh làm rõ một số vấn đề tại sao giáo viên lại liên tục để con ngồi trong góc khuất của camera. Gia đình cùng thu thập được đoạn clip do camera ghi lại, giáo viên có hành động sách tay con tôi rất nhanh trong khi con còn quá nhỏ. Yêu cầu nhà trường cung cấp video đầy đủ rõ ràng của ngày 13 tháng 8 để có được đánh giá chính xác dưới phương diện pháp luật và muốn nhà trường xin lỗi một cách chân thành cũng như lỗi tới đầu nhận tới đó chứ không thể im lặng như vậy. anh N cũng cho biết thêm vào sáng ngày 4 tháng 9 phía cơ quan công an đã mời gia đình lên làm việc lần hai. thông tin gia đình được biết phía nhà trường thông báo dữ liệu camera ngày 13 tháng 8 không còn lưu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết trong ngày 5 tháng 9, đoàn cán bộ phường do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cùng đại diện Đoàn thể hội phụ nữ lao động thương binh và xã hội y tế phường đã làm việc với đại diện cơ sở mầm non. Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến gia đình thăm hỏi động viên gia đình cháu. Liên quan đến sự việc, một cán bộ công an phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh của gia đình anh Đào Hồng Nở, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra theo quy định của pháp luật. Trước phản ánh của phụ huynh, chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập VX cho biết, sau khi nắm được thông tin cô giáo sách tay cháu 13 tháng tuổi đang theo học tại trường, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này. Sau sự việc, nhà trường cũng đã nhắc nhở chấn chỉnh tới toàn bộ giáo viên tại cơ sở. Vị này thông tin về việc phụ huynh phản ánh cháu gái 13 tháng tuổi bị gãy chân sau khi học về tại cơ sở vị này cho hay đang được công an xác minh làm rõ ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mới đây, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục làm việc với chị TH 19 tuổi, ngụ huyện Thuận Bắc, nạn nhân vừa được giải cứu từ Campuchia đưa về nhà. Trước đó vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận thông tin từ công an huyện Thuận Bắc về việc chị Hát bị lừa sang Campuchia lao động vào tháng 6 năm 2024. Theo trình báo của gia đình chị Hát, khoảng 5 giờ ngày 31 tháng 8, có một công ty ở Campuchia liên lạc yêu cầu gia đình chuyển 93 triệu đồng để chuộc Hát về Việt Nam, nếu không thì tính mạng sẽ bất ổn. Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ liên lạc với chị Hát, qua đó xác định vị trí nơi chị đang ở. Khi thu thập đủ thông tin về lộ trình di chuyển của xe ô tô chở chị Hát, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh và cảnh sát của Campuchia chặn xe ô tô giải cứu chị Hát tại Ba Vét, tỉnh Svayriang, Campuchia vào trưa ngày 1 tháng 9 để đưa về Việt Nam. Sau khi được giải cứu về Ninh Thuận, chị Hát cho biết ban đầu chị làm việc trên mạng xã hội và bị các đối tượng lừa đưa lên xe trở về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa qua Campuchia rồi bán vào một công ty tại đây chị hát bị các đối tượng ép lên mạng xã hội lừa đảo những người trong nước bằng các chiêu trò huy động vốn theo chỉ dẫn của họ do làm việc không hiệu quả nên chị hát đã nhiều lần bị đánh rồi ba lần bị bán qua các công ty khác nhau để làm cùng một việc là lừa đảo trên mạng xã hội theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo Trước đó vào giữa tháng 6 năm 2024, trong lúc vào mạng xã hội để tìm việc làm, chị TH được người lạ hướng dẫn đến một điểm hẹn ở phía Nam để giải quyết việc làm. Tại đó, chị H bị đưa lên xe ô tô qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh sang Campuchia và bị một nhóm người nước ngoài cưỡng ép sử dụng vi tính để nhắn tin, câu như những người ở Việt Nam góp vốn đầu tư kinh doanh nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Do không đáp ứng tốt các yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo nên chị H nhiều lần bị đánh đập và 3 lần bị bán từ nhóm lừa đảo này sang nhóm lừa đảo khác. Liên quan việc lừa người lao động qua Campuchia hồi tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu thành công hai nạn nhân tại huyện Ninh Phước về nước an toàn. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thùy sinh năm 1976 ở Hoàng Mai, Hà Nội, 13 năm tù và Vi Hồng Tiến sinh năm 1976 ở Lục Ngạn, Bắc Giang, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào năm 2019, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố giác Nguyễn Đình Thùy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền xin dự án cho doanh nghiệp. Vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định hai bị cáo Thùy và Tiến đều là lao động tự do không có mối quan hệ, không có khả năng giúp doanh nghiệp nhận thầu từ các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, cả hai vẫn đưa ra thông tin gian dối với các bị hại về mối quan hệ với lãnh đạo văn phòng chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các địa phương và có thể can thiệp để xin dự án cho doanh nghiệp. Tin tưởng nhiều người đã đưa tiền mà không biết bị lừa. Tin tưởng Thùy, các bị hại đã đưa tiền để nhờ vả. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2018, Thùy đã chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 5 tỷ đồng, tiến chiếm đoạt của một bị hại 40.000 đô la Mỹ. Tài liệu điều tra thể hiện năm 2015, ông DTK ở Hà Nội quen biết với Thủy, khi quen nhau, Thủy giới thiệu bản thân công tác ở Bộ Giao thông Vận tải, Thủy còn nói hiện Bộ Giao thông Vận tải đang trình chính phủ chấp thuận đầu tư nhiều dự án giao thông, sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ còn dư. Tin tưởng ông K đã nhờ Thủy xin cho công ty của ông trúng thầu dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drang, huyện Ea H'Reo, tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018, ông ca nhiều lần đưa cho Thùy tổng số tiền 105.000 đô la Mỹ và 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thùy không xin được cho công ty của ông ca trúng thầu và cũng không trả lại tiền. Cùng thời gian này, Thùy còn giới thiệu về các dự án ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đưa cho ông ca xem văn bản của bộ này có danh sách nhiều dự án. Tin tưởng, ông ca nhờ Thùy xin cho doanh nghiệp của mình trúng thầu thi công dự án nạo vét lòng hồ dầu tiếng tỉnh Bình Dương. Thùy yêu cầu chi phí là 50.000 đô la Mỹ. Ông ca rủ bạn cùng làm dự án, mỗi người góp 25.000 đô la Mỹ. Sau khi nhận tiền, Thùy không xin được dự án cũng không trả tiền. Cơ quan điều tra xác định, Thùy chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của ông ca, chiếm đoạt 580 triệu đồng của bạn ông ca. Đối với Vi Hồng Tiến, bị cáo tiến quen biết bị cáo Thủy từ năm 2017, khi đó tiến giới thiệu với Thủy rằng tiến đang công tác ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo bộ nên có thể nhờ can thiệp để xin được dự án. Tiến giới thiệu với Thủy là bản thân đang công tác ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo bộ, có thể nhờ can thiệp để xin được dự án. Tiến trao đổi với Thủy, nếu có doanh nghiệp nào xin dự án thì Tiến sẽ nhờ lãnh đạo bộ để giao dự án cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp trúng thầu phải chi hoa hồng 3 đến 5% tổng mức đầu tư của dự án, số tiền này Tiến sẽ chia cho Thủy. Dù không biết chắc chắn Tiến có thể xin được dự án hay không nhưng Thủy đã đặt vấn đề với ông N ở Hà Nội về việc có cửa chạy dự án. Thủy cam kết sau 10 ngày sẽ dẫn ông N đến gặp lãnh đạo ban quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu không xin được dự án Thủy sẽ trả lại tiền. Do tin tưởng nên ông N đã đưa cho Thùy 40.000 đô la Mỹ. Mỗi lần đưa tiền, ông N đều ghi âm, ghi hình cuộc trao đổi giữa hai người. Về phía Thùy, sau khi nhận tiền của ông N đã đưa hết cho Tiến. Quá thời hạn cam kết, thấy Thùy không thực hiện lời hứa nên ông N yêu cầu trả lại tiền nhưng Thùy không trả. Vì vậy ông N đã làm đơn tố cáo Thùy. Cơ quan điều tra xác định Thùy đã chiếm đoạt tổng số là hơn 4,4 tỷ đồng của các bị hại, tiến cùng Thùy chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của ông N. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo Dương Hoàng Quý 32 tuổi, Trần Nhật Trường 23 tuổi và Lê Kim Trọng cùng ngụ huyện Đức Hòa đã bị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Dương Hoàng Quý mở quán ăn nhưng kinh doanh thua lỗ do nợ nần chồng chất, Quý đã lên kế hoạch cùng đồng bọn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các biệt thự của người dân giàu có để thực hiện hành vi phạm tội nhóm của quý đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng chúng thuê xe ô tô trang bị dụng cụ phá khóa quần áo che mặt và lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi gây án các đối tượng thường chọn những ngôi nhà biệt lập ít người qua lại để thực hiện hành vi của mình Cụ thể vào khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2023, sau khi quan sát kỹ lưỡng, trường điều khiển xe ô tô chở quý đến nhà chị LTX tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Trong khi trường đứng ngoài cảnh giới, quý lèn vào nhà và lấy trộm một chiếc túi sách bên trong có 16 triệu đồng cùng một số trang sức bằng vàng. Không dừng lại ở đó, vào tối ngày 27 tháng 2, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện một vụ trộm khác tại căn biệt thự của ông VQS tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, nhóm của Quý đã gây ra nhiều thiệt hại cho các nạn nhân, tổng giá trị tài sản mà chúng trộm cắp lên tới hàng tỷ đồng. Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã thu thập đủ chứng cứ và bắt giữ các đối tượng tăng vật vụ án bao gồm tiền mặt, vàng, xe ô tô và các dụng cụ phá khóa. Tại phiên tòa ngày 5 tháng 9, sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh Long An tạm hoãn phiên tòa do vắng mặt của nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh Long An quyết định tạm hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở lại vào ngày 24 tháng 9 tới. Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hải, sinh năm 1995, Nguyễn Đại Phúc, sinh năm 1998, Phạm Hồng Ngọc, sinh năm 1998, Nguyễn Quang Thái, sinh năm 2001, Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 2001, Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 2001, Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2007, tất cả ở tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 8 tháng 7, Công an quận Nam Tử Liêm nhận được đơn tố giác của anh Lê Văn Đê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 37,5 triệu đồng vào ngày 1 tháng 7 thông qua việc đặt mua 5 bộ điều hòa với giá 7,5 triệu đồng một bộ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Tử Liêm đã xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đê chính là Trần Văn Hải. Qua truy xét, phát hiện Hải đang ở Nha Trang, Khánh Hòa. Công an quận Nam Từ Liêm đã cử tổ công tác vào Nha Trang, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều tra truy xét, phát hiện Hải đang ở tại căn phòng trong một khu khách sạn hạng sang. Khi tổ công tác ập vào kiểm tra, phát hiện ngoài Trần Văn Hải còn có 6 đối tượng cùng quê Vĩnh Phúc cũng đang cùng Hải thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác đã lập biên bản, di lý nhóm 7 đối tượng này về Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, Trần Văn Hải khai nhận đã dùng tài khoản đi Hoàng Vương đóng vai trò cả người mua và người bán để liên hệ với những người mua bán hàng trên mạng và dẫn dắt họ gặp nhau để giao nhận hàng, nhưng tiền hàng chuyển trực tiếp vào tài khoản do Hải cung cấp. Thủ đoạn của Hải rất tinh vi. Đối với trường hợp của anh D, khi vào mạng xã hội biết anh D cần đặt mua 5 bộ máy điều hòa, Hải đóng vai là người bán hàng để liên lạc với anh D, thỏa thuận giá cả, sau đó Hải lên mạng tìm chị C là người bán điều hòa để đặt mua hàng. Sau đó, Hải hẹn chị C đến gặp anh D do 5 bộ máy điều hòa. Đối với hai bên, Hải đều nói lý do đang có việc bận, không thể đến giao dịch nên nhờ người quen đến giao hàng và nhận hàng. Khi chị C cho nhân viên đến giao hàng, Hải liền nói anh D kiểm tra hàng xong thì chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Tưởng Hải là chủ nhân của 5 bộ máy điều hòa trên, anh D liền chuyển khoản ngay tiền mua hàng vào số tài khoản Hải cung cấp. Ngay sau khi nhận tiền, Hải liền chặn liên lạc của cả anh D và chị C. Khi chị C không nhận được tiền hàng, liền cho đòi lại không giao 5 bộ máy điều hòa, gọi điện cho Hải bị chặn. Lúc đó, anh Đê mới biết mình bị lừa vì đã chuyển tiền vào tay kẻ gian. Để tăng tỷ lệ tìm kiếm con mồi, từ tháng 7 năm 2024, Hải rủ dê thêm các đối tượng nêu trên đến Nha Trang sinh sống cùng mình và hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo. Mở rộng điều tra vụ án, công an xác định các đối tượng đã được Hải hướng dẫn lừa đảo thông qua việc mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại, vị trí cần theo dõi, nội dung hoạt động của các tài khoản mạng xã hội trên mạng Facebook với tên công ty phần mềm quản lý gia đình Vĩnh Phát và công ty phần mềm Lê Dũng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu tháng 6 năm 2024 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 400 triệu đồng của rất nhiều người. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 55 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Trong số 55 bị can, có một bị can là pháp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạng Tân Minh Thịnh Việt Nam bị truy tố về tội trốn thuế. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2018, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập công ty ma để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống, bảo và các đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống thường liên hệ qua Zalo và Telegram để trao đổi, thỏa thuận về chi phí và mua bán hóa đơn. Sau khi thỏa thuận, bảo chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng, rồi dùng ủy nhiệm chi hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền vào công ty ma để hợp thức hóa chứng từ, sau đó nhân viên sẽ rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản của công ty xuất hóa đơn khống vào tài khoản của bảo. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty ma để xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Thịnh cùng các bị can đồng phạm đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Bảo để bán lại. Ngoài ra, Thịnh còn thành lập 47 công ty ma để bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hơn 8.007 tỷ đồng. Thịnh hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 70,7 tỷ đồng. Bị can Bùi Thanh Bình, người mua bán hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại, từ năm 2020 đến năm 2023, Bình đã thành lập 8 công ty ma để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng. Bị can Phạm Minh Cường từ năm 2018 đến năm 2023 đã cùng Lương Hoàng Tóa chưa xác định được nhân thân, dùng 12 công ty ma để xuất bán 6.416 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Điền đã thuê các cá nhân sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mua trôi nổi trên mạng xã hội để thành lập 63 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhưng do liên quan nhiều địa phương, cá nhân tổ chức, do đã hết thời hạn điều tra nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau. Tổng cộng, các bị can này đã thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỷ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian cá nhân doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là để che giấu hành vi phạm tội và được thuận lợi mua bán hóa đơn trái phép mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện, năm đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán hóa đơn nêu trên đã móc nối thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân, công chức chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quốc Duy, Nguyễn Anh Tuấn đều là công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Vương Quốc Hùng, công chức chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với mức phí từ 0,3% đến 0,6% trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp ma đã xuất bán. Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê như sau: cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký, thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma; thông báo trước kế hoạch thanh tra kiểm tra của chi cục thuế đối với các công ty ma để các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chủ động đối phó kiểm tra và hướng dẫn các công ty ma làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể nếu bị đưa vào danh sách doanh nghiệp thuộc hệ số k là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào hoặc doanh số mua vào ít tranh lệch nhiều với doanh số bán ra bị phát hiện bởi hệ thống phần mềm quản lý thuế tập trung hướng dẫn nội dung để người mua sử dụng hóa đơn của các công ty ma giải trình với cơ quan thuế nhằm tránh cho các công ty ma bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro về thuế và chuyển thông tin cho các cơ quan điều tra Tổng cộng, các cán bộ thuế nêu trên đã nhận hối lộ với số tiền gần 13 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, đối với Nguyễn Tuấn Anh, công chức tri cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã chết vào tháng 3 năm 2023 nên không đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Bùi Thanh Liêm, cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3 chi cục thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can liên bị cáo buộc do động cơ vụ lợi khi nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp này bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số ca. Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để thông báo cho Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó tránh Tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Ngoài hội đồng xét xử 5 người, còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện vệ Kiểm sát có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết. Bên cạnh đó, tòa cũng triệu tập 35.824 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông mã AGC 2018.09, AGC 2018.12.1 và AGC 2019.01, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World mã SNVQ 2018.10, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận mã QT.2018.12.1, Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh mã SET.H2025. Đồng thời, tòa cũng triệu tập 534 cá nhân tổ chức liên quan đến vụ án ra phiên tòa. Theo hồ sơ giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo bị truy tố với 3 tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên trước đó cuối tháng 7 năm 2024 tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ thụ lý giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan tập đoàn vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bốn công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán. Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc SCB đã chết, trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn. Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chỉ tất toán các thẻ tiến dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trái quy định, nhận hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu tổng 445.747 tỷ đồng. Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Khôi, 48 tuổi, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Ông Khôi bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Bị can Khôi thường trú phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bị can thứ tư làm việc tại ban quản lý khu kinh tế Dung Quất bị khởi tố trong 5 tháng qua. Trước đó ngày 8 tháng 3, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi bị Bộ Công an bắt trong vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn. Ngay sau đó, liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh và ông Trần Thạnh Nam, Phó trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Tào, 54 tuổi, chú phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về hành vi đưa hối lộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và kêu gọi những ai có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật